Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em tiếp tục đến vườn mai của anh Hậu tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre để quay xả lỗ cho cả nhà mình một cái lô mai phôi về anh ghép ha. Thì cái này lô gốc nhớt phôi thì có gốc đẹp, có thường thường có ha, chứ xấu thì không xấu, cây nào cũng quấn rễ hết. Thì những cái hàng này từ điếu thuốc đến ngón tay út về mà cây rất là cứng cáp, rất già ha. Về chúng ta là chỉ việc là cắt đầu là ghép thôi, còn này đó người ta đã vô thùng đường sẵn rồi, vô thùng đường sẵn ở dưới cả nhà mình coi rễ nó ra nè. Ha. Thì cái này về rất là cứng, về chúng ta ghép vô thôi là ok. Thì cái giá là nếu như cả nhà lấy 1.000 cây thì giá 3.500 một cây, còn lấy 100 cây thì giá 4.500 một cây ha. Thì cái này thì không có bao phí ship nha cả nhà, không bao phí ship này, nói chung thì lỗ tận cùng của cái giá rồi. Này cả nhà mình nhắm làm nuôi mấy năm trời lên ha, cái này nhà vườn cũng mua lại. Thì do nói chung lu bu quá ghép không được thì nhà vườn sẽ quay xả lỗ chúng ta. Thì hôm rồi thì em có quay cái vườn của anh Phúc cả nhà, thì anh Phúc với chị Ngân á, cái hoàn cảnh mà bị tai nạn này nọ, thì nhiều anh em nói quay câu like câu view, nhưng xin thưa cả nhà mình thì quay có nửa ngày là bắt đầu là người ta bán hết rồi nha. Thì hôm đó này nói chung cả nhà mình biết một ngày từ khoảng 500 người điện, nên nhiều khi có người điện được người điện không. Người nhiều cô chú anh chị nói em câu like câu view, trời ơi quay mai này mình câu like câu view cái gì cả nhà. Quay bán cho người ta cái đó làm giúp đỡ người ta. Cả nhà mình theo dõi cái kênh em từ đầu tới giờ thì cũng biết ha, thì em quay hay quay những trường hợp như vậy. Có 15.000 một cây, em dám nói thẳng với cả nhà mình luôn á, ai cũng muốn mua á, nó rẻ như cho cây mai ghép người ta vậy, thì nó rẻ như cho. Thì cả nhà mình nói câu like câu view, nói gì mấy ngàn cây mà mới quay đó là hết, không dưới 50 người người ta điện, người ta đòi lấy hết vườn cả nhà. Do đó thì nó mau hết vậy thôi, chứ không phải làm câu like câu view gì mai này mà câu like câu view cái gì. Khổ thấy ghê à. Thì có nhiều anh em nói sao quay mà thấy người ta điện lại, thấy người ta điện không điện lại. Thiệt tình cả nhà mình mới quay có 4 ngày mà là gần 40.000 người xem rồi. Một ngày ít gì cũng 500 người điện, không có cái thời gian nào mà để điện lại cả nhà. Thứ nhất, thứ hai nữa là nhiều khi á là mấy anh chị em mình điện trùng cái lúc mà bên nhà vườn đang nghe điện thoại, nên thành ra thì bên nhà vườn bị máy bận á. Bây giờ nó có cuộc gọi chờ nha cả nhà, cuộc gọi chờ nhiều khi cả nhà thấy nó reo, nhưng mà thật sự là nhà vườn đang bận, đang nghe điện thoại. Đây thì em xin quay lại với cái lô mai này, thì lô mai này cũng vậy, cả nhà mình xem thì alo liền để thôi nhà vườn bán hết rồi cự nữa. Thì cái này là giá 3.500 một cây, nếu như lấy 1.000 cây, còn 100 cây á thì 100 cây á thì cái giá là 4.500 ha. Thì nếu như cả nhà mình lấy 1.000 cây thì em sẽ tặng 100 cây nha. 1.000 cây tặng 100 cây nhỏ nhỏ nha. Ở dưới này là có quấn rễ hết nha. Tại cả nhà coi có quấn rễ bên dưới hết. Tại nhà vườn người ta vô người ta lắp thôi. Thì nếu như lấy được 1.000 cây thì bên nhà vườn sẽ tặng 100 cây. Thậm chí dụ giờ có như đây cũng 1.000 mấy à. Cả nhà mình lấy nhiều khi có dư ra vài chục cây cũng tặng luôn ha. Thì đang bán xả lỗ hết mà. Đây thì có những cái phôi đẹp như thế này, có những cây thẳng nữa nha, có thẳng, có cong, có quẹo, đủ thứ. Thì cả nhà mình cứ có nhu cầu thì cứ alo nhà vườn ha. Thì cái số điện thoại em để phần tiêu đề để cả nhà mình điện sớm, thì bảo đảm cả nhà mình thì cái hàng này thì trong một ngày là hết, nên cả nhà mình đừng có nhận em tội nghiệp em nha, tại cái hàng nó rẻ ha. Có mấy ngàn đồng cây, hàng cây cứng ngắt, cây bự gì đó, rồi rễ nó ăn nùi như vậy, thì giờ chỉ về đóng vô thôi chứ không còn gì nữa ha. Nó cả nhà mình dở dưới đít nè, coi rễ cám nè ha. Thì nói chung thì cũng thông cảm giùm em cái mấy cái clip trước là cô chú anh chị mình điện tới là không có nghe máy được ha. Thì vô nhiều người điện quá giờ cũng không biết sao. Thì cái clip này cả nhà mình có thấy thì điện alo sớm giùm ha. Với lại cả nhà mình để ý giùm em cái ngày đăng ha. Tại em đăng nhiều khi em đăng nay 3-4 ngày cả nhà mình mới coi, cái nói tợ tôi mới coi hồi nãy, cả nhà mới coi hồi nãy, nhưng mà em đăng lâu rồi ha, thì cũng thông cảm giùm em. Thì có nhu cầu thì liên hệ nhà vườn, giá chỉ 3.500 cây nếu lấy 1.000 cây. Rồi chào tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe ha. Chào tạm biệt cả nhà.